Bộ Y tế Philippines ngày 29 tháng 3 ghi nhận thêm 343 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng cao nhất trong ngày tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 1.418 người, trong đó có 71 ca tử vong. Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết có thêm 150 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 2.470 người. Trong khi đó, nước này ghi nhận thêm 7 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, cho tới nay, Malaysia đã có 34 ca tử vong vì dịch bệnh. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận thêm 130 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 1.285 người. Đã có thêm 12 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Indonesia lên thành 144.